Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong game show Đấu trường cờ Việt 2018. Và đây là phiên bản cờ tướng úp. Chúng tôi đang có mặt tại trường quay của game show Đấu trường cờ Việt, có địa chỉ là 194 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nếu như quý vị nào muốn theo dõi trực tiếp các trận đấu, hãy đến địa chỉ này. Chúng ta sẽ cùng giao lưu và cùng chứng kiến những nước đi xuất thần của những người chơi khi tham gia với phiên bản cờ tướng úp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu tiếp theo giữa người chơi Nguyễn Văn Hợp đến từ Hà Nội và Lê Tuấn Nghĩa cũng đến từ Hà Nội. Ngay bên phải tôi lúc này là người chơi Nguyễn Văn Hợp. Xin chào anh. Chào anh. Vâng, tôi còn nhớ trận đấu đầu tiên của anh với một đối thủ là anh Nguyễn Hoàng Minh. Tuy nhiên thì anh lại bị thất bại trước đối thủ. Vâng, và lúc này thì anh đã có 2 điểm trong tay rồi. Và ngày hôm nay thì anh có hy vọng là mình sẽ có thêm được số điểm trong cái quỹ điểm của mình hay không? Em sẽ cố gắng hy vọng sẽ có điểm thôi. Vâng. Vì mình nghe đây gặp nhau thì cũng nhiều rồi. Vâng. Mình nghe thì được hơi thêm một tí. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Vâng. Hy vọng là cố gắng và sẽ có được sự may mắn nữa trong trận đấu này, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Và phía bên tay trái tôi, thưa quý vị, là người chơi Lê Tuấn Nghĩa đến từ Hà Nội. Xin chào anh. Dạ, vâng, chào anh. Lần đầu tiên tham gia với đấu trường cờ Việt thì chắc hẳn cái cảm giác hồi hộp lúc này là có trong anh hay không? Dạ vâng, bây giờ em đang cảm thấy rất là hồi hộp. Vâng, hồi hộp. Lần đầu tiên tham gia cái giải đấu lớn này. Vâng. Vâng. Với năm 2017 trong đấu trường cờ Việt thì anh có hay theo dõi các trận đấu đó không? Dạ có, em hầu như là trận nào cũng theo dõi nhưng mà em chưa không tham gia. Vâng. Và có ấn tượng với một người chơi nào? Tất nhiên là ấn tượng với anh Lưu Khánh Thích. Lưu Khánh Thích, vâng. Người đã đoạt giải nhất quán quân. Vâng. Điều đó là đương nhiên rồi. Vậy còn những người nữ tham gia với đấu trường ở Việt thì anh có ấn tượng với một bạn nữ nào không? À, bạn nữ thì em lại không xem mấy. Vâng. Có chị Phi Liêm thì em có xem một trận. Phi Liêm, Hoàng Yến. Vâng. Chị Hoàng Yến thì em cũng xem, còn Phi Liêm thì em có xem một trận. Vâng. Sau cái buổi ngày hôm nay có thể anh sẽ về xem lại những cái trận đấu đó chẳng hạn. Dạ, đúng không ạ? Vâng, để xem là phong cách chơi của những bạn nữ là như thế nào. Vâng. Đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với đấu trường cờ Việt và chúc hai anh sẽ có một ngày thi đấu thành công anh nhá. Vâng, hai anh đã sẵn sàng cho trận đấu chưa? Vâng, em sẵn sàng. Vâng, như vậy là hai người chơi đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến ở ván đấu thứ nhất. Mời hai anh về vị trí. Tỷ số trong một số trận đấu gần đây nhất giữa Trần Quang Nghĩa và Lý Văn Vinh có tỷ số là 2-1. Trần Trung và Nguyễn Quý Lâm có tỷ số 0-3. Nguyễn Anh Tuấn gặp Nguyễn Văn Luyến có tỷ số 0-3. Nguyễn Hoàng Minh gặp Nguyễn Văn Hợp chính là người chơi trong ngày hôm nay thi đấu ở trận số 2 có tỷ số là 3-1. Và Phạm Ngọc Cương gặp Lê Hồng Phong có tỷ số 3-1. Vũ Trọng Dũng gặp Lưu Xuân Thủy có tỷ số là 2-3. Trần Duy Khánh gặp Nguyễn Thành Công có tỷ số 2-1. Như vậy là chúng ta vừa đến với một số trận đấu gần đây nhất. Và với những người chơi mà chỉ có tỷ số là 2-1 thì chắc chắn họ sẽ phải thi đấu tiếp. Có thể sẽ là một ván nữa thôi để có được người thắng giành trọn vẹn 3 ván. Nếu như quý vị nào mà đã giành được 3 ván thắng liên tiếp rồi hoặc với số điểm là 6 điểm thì người đó sẽ không phải gặp nhau nữa. Đối thủ đó sẽ phải gặp một đối thủ tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ thì tôi nhận thấy là hai người chơi đã về vị trí của mình và sẵn sàng cho diễn biến ở ván đấu đầu tiên. Ván đấu bắt đầu. Cũng xin giới thiệu với quý vị, ngày hôm nay ngồi ở bàn bình luận có nhà báo Văn Bình. Rất vui được gặp lại anh. Mời anh. Vâng, chào anh Thế Bình. Các bạn thân mến, ngay lúc này thì tốt ở lô 9 đã tiêu diệt ngay quân mã đầu tiên của đối phương. Và cũng ngay lập tức tại lô 5, tốt đã lật và đó là một con xe cực mạnh. Hy vọng người chơi Tuấn Nghĩa sẽ giành được thắng lợi trong ván đấu này bởi anh đã gặp may mắn ngay trong những nước đi đầu tiên. Tuy nhiên anh Nguyễn Văn Hợp lúc này cũng đã lên được xe rồi. Lại là xe tiếp theo. Liên tục 3 con xe xuất hiện trên bàn cờ. Rất hay. Có vẻ người chơi Lê Tuấn Nghĩa lúc này đã có 2 xe thì cũng có phần tự tin hơn. Đồng thời anh lại tiêu diệt được một mã rồi. Vâng, vâng, là 2 xe nữa rồi. Vâng. Như vậy 4 con xe mạnh nhất của hai người chơi đã xuất hiện trên bàn cờ bán đấu. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến những nước đi đầu tiên mà đã lên được 4 xe như thế này.
Vâng, với 6 nước đi thì người chơi Lê Tuấn Nghĩa đã lật được 5 cây chiến. Sự may mắn khó tin. 6 nước lật cây đã có tới 2 xe, 1 pháo và 2 mã. Như vậy chỉ còn thiếu 1 pháo nữa thôi. Nếu như nước lật cây thứ 7 này mà là pháo thì đúng đây là kỷ lục về lật cây. Anh Bình sẽ dự đoán nước lật cây thứ 7 này sẽ là cây gì? À, tôi đoán là anh Nghĩa nếu lật cây thì sẽ lật cây tượng. Vâng. À, còn lúc này thì anh Hợp sẽ là người lật cây, anh không lật, anh đã di chuyển tượng rồi. Tôi cho rằng sẽ là pháo. Nếu như là pháo ở tượng 3 hoặc tượng 7 thì thật tuyệt vời. Nếu là pháo thì sao? Vâng, rất tiếc, đó là tốt và anh Văn Bình cũng dự đoán là chưa chính xác. Lúc này thì hai xe đang đối đầu, đổi xe rồi. Chiếu tướng. Tốt rồi, ép dứt khoát một trong hai cây úp của anh Hợp sẽ bị mất. Và lúc này người chơi Lê Tuấn Nghĩa cũng chỉ còn một pháo nữa là cây chiến mạnh mà thôi. Do vậy mà anh cũng không cần quan tâm tới sĩ búng là cây gì. Cũng một phương án bởi anh đang cần tổ chức tấn công ngay lập tức bây giờ. Nhà báo Văn Bình có dự đoán gì với hình cờ như thế này? Tôi nghĩ rằng là khả năng chiến thắng của anh Tuấn Nghĩa sẽ cao hơn. Có cơ hội dành cho Lê Tuấn Nghĩa hơn đúng không ạ? Đúng vậy. Tuy nhiên nếu mà xét về mặt lực lượng thì Tuấn Nghĩa hiện nay khả năng chỉ còn lại, nếu có, trong số 5 cây úp sẽ còn một cây mã. Ngược lại thì người chơi Nguyễn Văn Hợp thì khả năng sẽ còn cả một đôi pháo trong số 3 con nắp kia lực. Vâng, đúng vậy. Bình xe rồi. Và tiếp tục đổi xe. Anh thấy Bình phán đoán nước này có đổi không? Đổi rồi. Vâng. Ngay lập tức đổi ngay. Nếu như chạy xe thì đó cũng là một cách người ta gọi đó là mất nước. Đúng vậy. Lúc này thì tốt ở lỗ 8 của anh Nghĩa đã đang đe dọa cái tĩnh rồi. Nếu không di chuyển thì có thể tốt tiến 1 đe dọa tiếp nắp úp là pháo. Rất có thể ở ván đấu đầu tiên này người chơi Lê Tuấn Nghĩa sẽ giành chiến thắng bởi những cây tốt qua sông như thế này. Lúc này thì Lê Tuấn Nghĩa đang nghĩ đến chuyện xuất quân cây mã sang bên kia chiến tuyến để bắt đầu vào cuộc tấn công. Và tôi cũng cho rằng trong tình huống này cũng không nên dùng tốt để ăn vào một cây gì cả. Bởi chính xác, hai cây tốt là cực mạnh ở thời điểm này. Đúng vậy. Hãy đưa tướng vào vị trí lộ 5, sau đó dùng hai tốt ép sát đối thủ. Vậy là phải vào rồi. Lúc này thì tốt ở lỗ 8 của anh Tuấn Nghĩa có thể tấn 1 uy hiếp cây nắp phòng của bên anh Nguyễn Văn Hợp. Sau đó thì anh có thể cơ động di chuyển con xe 9 lật sang phía bên đối phương, xuống đáy của đối phương. Đáy của đối phương. Đúng như vậy. Đúng như tôi dự đoán. Đúng như anh đã dự đoán. Vậy là cây mã cuối cùng dành cho người chơi Nguyễn Văn Hợp đã xuất hiện ở vị trí lỗ 6. Tuy nhiên cây mã này thì hoàn toàn bị tiêu diệt ngay sau nước đi này. Tuy vậy xét về hình cờ lúc này thì khả năng để lên quân sĩ ở lỗ 6 của
bên anh Nguyễn Văn Hợp là không có khả năng. Đúng như vậy, mất mã rồi. Cứ bình tĩnh, tiếp tục xuống tốt. Lúc này thì mã chiếu tướng, đồng thời thì tốt bình sang lộ 6, song chiếu. Nữa thì sẽ có một chiến thắng nhanh hơn. Lúc này hãy đưa tốt xuống để làm được điều đó. Tuy vậy, trước hết phải rút cây mã ra khỏi trung tâm. Tướng không di chuyển được, chỉ có lộ 5 và lộ 6. Như vậy là tốt đã lọt vào khu trung tâm rồi. Chắc chắn chỉ hai nước nữa thôi, tốt sẽ giành vị trí trung tâm đại bản doanh của anh Nguyễn Văn Hợp. Và lúc đó thì chúng ta hình dung là tướng chỉ còn cách là chạy trốn trong những căn phòng nhỏ hẹp của mình. Vâng, đang có một tốt ở vùng cấm của tướng bên phía Nguyễn Văn Hợp. Còn tới 5 cây chư lực với 2 cây tốt, 1 pháo, 1 mã. Vâng, và thưa quý vị, như vậy là ván đấu đầu tiên đã kết thúc. Và phần thắng thuộc về người chơi Lê Tuấn Nghĩa đến từ Hà Nội. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến ở ván đấu thứ 2 để xem người chơi Nguyễn Văn Hợp có lấy thêm được 2 điểm cho mình hay không. Tuy nhiên thì ở ván đấu thứ nhất chúng ta đã vừa được chứng kiến thì tôi nhận thấy rằng may mắn hoàn toàn thuộc về người chơi Lê Tuấn Nghĩa, bởi ở những cái cây đầu tiên với 6 nước lật quân mà anh đã lên được 5 quân chiến thì đây thực sự tôi cho rằng sẽ là kỷ lục về lật quân trong phiên bản cờ tướng úp. Nếu như anh lật thêm cây thứ 7 thời điểm đó mà vào một cây pháo nữa, thực sự là một điều quá may mắn cho tính từ thời điểm đầu tiên của phiên bản cờ úp bây giờ. Và lúc này thì hai người đã sẵn sàng cho ván đấu thứ 2. Ván đấu bắt đầu. Mất mã rồi. Với 3 nước lật cây, lúc này anh đã có tới 2 cây chiến mạnh. Chúng ta lại chờ xem nước lật cây thứ 4 liệu rằng anh có lật được xe hay pháo hoặc mã. Tôi nghĩ rằng là người chơi Lê Tuấn Nghĩa sẽ tiêu diệt cây tốt ở vị trí trước mặt. Vâng. Đã phải ra tướng rồi. Là tốt ở vị trí pháo 2. Không biết anh Văn Bình, nhà báo Văn Bình có nhận xét gì không, nhưng tôi cảm nhận thấy người chơi Nguyễn Văn Hợp có cách lật quân và bố trí lực lượng có vẻ chưa được hợp lý và cảm giác như là bị bí quân. Đúng như vậy.
4 tấn 5 là tượng. Và với tình huống này thì có lẽ cái tượng đã cản trở tướng. Tốt nhất hãy tháo tượng. Với 7 nắp úp đang còn lại trên bàn cờ, người chơi Nguyễn Văn Hợp sở hữu một đội quân chiến đang rất mạnh, chưa được khai thác. Đúng vậy. Ra xe rồi. Bên phía Lê Tuấn Nghĩa lúc này còn một xe một pháo nữa. Với tình huống lật quân như thế này, nếu như anh tiếp tục may mắn ở những trận đấu tiếp theo thì khó cho tất cả các đối thủ tham gia với đấu trường cờ Việt. Điều rất đặc biệt đó là thời gian dường như đã đi tới một nửa rồi. Tuy nhiên thì số lượng ăn cây được mới chỉ có một cây mã mà thôi. Có vẻ như chưa từng có một ván đấu nào giằng co đến như ván đấu này, cả về mặt thời gian lẫn chiến thuật. Sự chậm chế ăn quân của người chơi Lê Tuấn Nghĩa đã tạo điều kiện cho anh Nguyễn Văn Hợp lật được những quân chiến khá mạnh. Và lúc này thì mặc dù thế trận thì anh Lê Tuấn Nghĩa vẫn giành thế áp đảo và phần thắng vẫn thuộc về anh nhiều hơn. Tuy nhiên thì người chơi Nguyễn Văn Hợp cũng đã gỡ được những cái thế bí của mình trong vài ván đấu vừa qua. Vâng, như vậy là có tình huống bắt đôi rồi. Bắt một xe và một tượng. Xin lỗi, một mã. Có thể cản trở được không? Vâng, một sự nhầm lẫn vô cùng. Rất đáng tiếc cho anh Lê Tuấn Nghĩa. Vâng. Thực sự là tiếc nuối cho sự nhầm lẫn vừa rồi. Và mất xe một cách rất bông đùa. Và nếu như những cái tình huống này trong một câu lạc bộ nào đó, rất có thể anh sẽ bị phạt với một cái mức phạt đó là phải mời anh em một chầu gì đó. Vâng, chầu bia chẳng hạn. Vâng. Một cái cách mất quân có vẻ như trong sách cũng chưa ghi. Rất đáng tiếc, nhưng mà tôi vẫn kỳ vọng rằng với 6 quân nắp đang còn lại thì anh Lê Tuấn Nghĩa sẽ còn lật được thêm những quân chiến để tiếp tục củng cố hàng phòng ngự cũng như tấn công của mình. Xét về tương quan lực lượng thì trong số các quân úp của hai bên lúc này thì lực lượng quân chiến vẫn ngang nhau anh. Vâng. Ngang nhau. Tuy nhiên thì lợi thế về mặt quân đang ngửa thuộc về người chơi Nguyễn Văn Hợp. Có một xe thì nếu như biết tận dụng cây xe này rất có thể sẽ càn quét được hết các quân của đối thủ. Thực tiền sẽ là đuổi mã. Mã không có vị trí để tiến. Như vậy là vẫn cố gắng để có thể đưa một cái tốt sang. Lúc này thì chắc chắn sẽ có tình huống đuổi mã. Tướng 5-6 ăn mã chăng? Những nước cờ như thế này thì khán giả đang theo dõi chắc chắn cũng sẽ nhìn ra. Lúc này thì người chơi Nguyễn Văn Hợp đã giành được ưu thế của mình rồi. Một con xe nữa đã xuất hiện, uy hiếp ngay trực tiếp tới con mã. Lúc này thì chỉ còn một cách duy nhất là mã thoái về lỗ 6, đúng như vậy.
Và trong giới cờ tướng Úc hay có một câu rất vui, đó là thua non đi. Và trong tình huống như này thì đối thủ đang có tới 2 xe. Bên phía Lê Tuấn Nghĩa thì cũng đã có hai mã một pháo, tuy nhiên thì đã đang nằm trong những vị trí không đẹp. Mất mã rồi. Vâng. Không ăn mã. Pháo đang giữ như vậy. Vâng, cái mã này giống như nhà không đứng, đứng sang bên phía nhà của đối thủ thì rất có thể sẽ bị chảm ngay sau vài nước đi nữa. Rất khó để tấn công nếu chỉ có mỗi một mình con mã đơn phương bên phía đối phương. Này hai xe thì rất là khó khăn dành cho người chơi Lê Tuấn Nghĩa. Tuy nhiên thì tôi cho rằng cũng xứng đáng thôi, bởi trong ván đấu thứ hai này người chơi Nguyễn Văn Hợp cũng đã cố gắng để đem về một thế cờ dễ chịu hơn. Và ở những phút vừa rồi thì Nguyễn Văn Hợp đã lên được thêm một xe. Với những cây tốt tuy chậm mà chắc thì chúng ta sử dụng đúng thời điểm và đúng cách thì nó sẽ phát huy tác dụng vô cùng lớn, khiến đối thủ phải hoang mang và không thể trụ lại được. Bây giờ thì đã có một mã tham gia tấn công. Mã và pháo còn lại đang chờ đợi và hy vọng. Lúc này thì tướng của anh Nguyễn Văn Hợp ở lỗ 5 có thể bình sang lỗ 4, tạo thành thế áp đảo đối với Lê Tuấn Nghĩa. Nước đi đó thì vừa tránh được nước mã chiếu, nước pháo công của anh Lê Tuấn Hợp, nhưng mà đồng thời tạo thế áp đảo tấn công rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy những nước đi xe của bên Nguyễn Văn Hợp rất loanh quanh, cảm giác như chưa tìm được điểm đỗ. Hãy lựa chọn một phương án, sau đó nhắm vào mục tiêu để phát triển cây.
Tôi không hiểu là tại sao tốt ở lỗ 5 của anh Nguyễn Văn Hợp lại không ăn mã lúc này. Vâng, nếu như ăn mã thì cả hai bên đều... Đây cũng là một cách để mà có thể kết thúc sớm hơn. Có thể người chơi Lê Tuấn Nghĩa đã có một chút nhầm lẫn trong những nước đi vừa rồi. Lúc này thì cả hai cây mã của Lê Tuấn Nghĩa đều nằm trong cái tầm ngắm trước mũi súng của bên anh Nguyễn Văn Hợp. Vâng, anh chạy cây mã ở lộ 5. Tuy nhiên cây mã trước miệng tốt thì người chơi Nguyễn Văn Hợp vẫn chưa thịt cây mã này. Chuẩn bị hết cờ rồi. Vâng, anh muốn kết thúc ván đấu sớm hơn chăng? Đúng vậy. Lúc này chỉ cần thêm một nước di chuyển xe nữa thôi là ván đấu có thể kết thúc được rồi. Khó rồi. Hai xe kẹp tướng như này thì đến kiện tướng quốc gia cũng không thể đỡ nổi. Đúng vậy. Thượng tướng thì không thể đổi xe. Vâng, với những hình cờ như này thì có lẽ chúng ta chuẩn bị để kết thúc sớm để chúc mừng. Vâng. Vâng, ván thắng của anh Nguyễn Văn Hợp để anh Nguyễn Văn Hợp có thêm cái niềm hy vọng. Đúng vậy. Sau khi có 2 điểm và anh sẽ có kỳ vọng ở ván đấu thứ 3. Vâng. Với năm 2017 thì người chơi Nguyễn Văn Hợp cũng rất muốn tham gia với đấu trường cờ Việt. Tuy nhiên vì công việc, về thời gian, năm nay anh mới tham gia được với phiên bản cờ tướng úp. Vâng. Vâng, đây mới là nước hết cờ. Như vậy là ván đấu thứ 2 đã kết thúc thưa quý vị. Và phần thắng đã thuộc về người chơi Nguyễn Văn Hợp đến từ Hà Nội. Và xin được chúc mừng anh đã chính thức có được thêm 2 điểm nữa. Và trong tay anh lúc này đã có tới 4 điểm. Một số điểm cũng không hề nhỏ, cũng không quá cao, nhưng đủ để có phần tự tin hơn ở những ván đấu tiếp theo dành cho người chơi Nguyễn Văn Hợp này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến ở ván đấu thứ 3. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Nguyễn Văn Hợp sẽ làm được điều gì đó. Ván đấu thứ 3 bắt đầu. Tốt 9 tấn 1 là tốt. Lại là tốt dành cho người chơi Lê Tuấn Nghĩa. 3 ván liên tiếp ở cây đầu tiên anh lật được tốt. Vâng. Vẫn là tốt. Tượng ăn tốt rồi. Lại là tốt. Vâng. Lúc này thì đã có con pháo chiến từ phía anh Nguyễn Văn Hợp. Chúng ta có thể dùng một từ tốt đó. Đó là từ tiếng Anh. Vâng. Hai sĩ và có tới 4 tốt. Có vẻ như cái duyên đã bị giảm dần rồi. Và đây là cây chiến đầu tiên ở vị trí số 9. Rất hay. Người chơi Nguyễn Văn Hợp đã thoái sĩ về để hòng phá thế giằng co giữa đôi sĩ của anh Lê Tuấn Nghĩa. Thế sĩ giằng. Vâng. Trong cờ tướng úp thì với cá nhân tôi thì tôi cực kỳ khó chịu. Vâng. Chứ cái kiểu mà giằng đôi sĩ sau đó lại kẹp thêm một cây tốt đệm hoặc là một cây tượng.
Cực kỳ khó chịu anh Thế Bình ạ. Vâng. Với thế chất như thế này, với việc lật quân may mắn như thế này, người chơi Nguyễn Văn Hợp khả năng giành phần thắng lúc này là khá cao. Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc lại rằng là trong cờ tướng úp, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vâng. Đúng như vậy. Là tốt rồi. Với những cây tốt này thì cũng gây ra khá nhiều phiền toái. Rất lãng phí một nước di chuyển quân. Vâng. Lúc này thì Lê Tuấn Nghĩa đã lên được một con mã tiếp theo. Như vậy trên bàn cờ, Lê Tuấn Nghĩa đã có xe và mã đối trọng lại với đôi xe và pháo. Tương quan lực lượng lúc này thì Nguyễn Văn Hợp vẫn đang rất mạnh. Tuy nhiên anh có tận dụng được thế mạnh của mình hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem những nước đi tiếp theo của anh. Lại một nước đi nữa, lãng phí. Trong khi anh có đôi xe trên tay mà anh không cố gắng để tận dụng triệt để cái thế mạnh của mình. Nếu tôi là Nguyễn Văn Hợp thì ngay lập tức tôi sẽ ăn cây tốt ở lỗ 7 của đối phương. Đúng rồi, anh đã thực hiện đúng như cái điều mà tôi đang nghĩ đến. Sau đó tiếp tục tiêu diệt nốt tốt úp còn lại, đe dọa trực tiếp tới cây sĩ. Lúc này thì xe của anh Nghĩa đã quay sang đuổi pháo rồi. Vâng. Lúc này có thể lên đúng rồi. Tượng 7. Pháo đã thoái về chân tượng. Sau khi tiêu diệt được tốt nắp thì tiếp sĩ và uy hiếp ngay. Vâng. Uy hiếp ngay không thành của anh. Đúng vậy. Lê Tuấn Nghĩa. Bây giờ đã phải thoái về để phòng ngự. Lúc này thì anh Nguyễn Văn Hợp có thể tiến xe ở lộ 6 lên áp sát vào chân sĩ. Đúng rồi, anh đã thực hiện nước đi như tôi vừa dự đoán. Và bây giờ thì anh Nguyễn Văn Hợp có thể ung dung tiến tốt sang phía đối phương. Đúng rồi, người chơi Nguyễn Văn Hợp đã tiến tốt. Lúc này thì mất xe rồi. Lại là xe rồi. Với hai xe của Lê Tuấn Nghĩa lúc này sẽ thực sự bắt đầu gây khó khăn cho Nguyễn Văn Hợp. Lúc này thì người chơi Nguyễn Văn Hợp đã nghĩ đến chuyện là tiến tốt ở lộ 5 để lật cây. Nhưng như tôi đã đàm luận ở phần trên, rất tiếc là anh có rất nhiều cây để lật. Nhưng anh vẫn loay hoay với việc sử dụng hai con xe của mình. Và cuối cùng thì trong một phút sai lầm, anh đã mất xe. Ngược lại thì người chơi Lê Tuấn Nghĩa với việc có hai con xe trên bàn cờ lúc này thì thế tấn công và ưu thế lực lượng của Lê Tuấn Nghĩa là vượt trội so với Nguyễn Văn Hợp. Thậm chí với một nước thoái xe 9, thoái 1 để ăn tượng vừa rồi cũng là một nước tôi cho rằng cũng không hợp lý. Bởi nếu có thực sự muốn giữ thì... Vâng, và đây là tình huống đổi xe
Tuy nhiên thì đã thời điểm này việc hợp lý là đổi xe, bởi Lê Tuấn Nghĩa lúc này đang có tới 2 xe, bên phía đối phương đang hy vọng rằng cắm pháo xuống đáy để có thể chiếu hết, nhưng anh không ngờ rằng đó vẫn còn một cây tốt, cây tượng nữa. Nguyễn Văn Hợp không đồng ý đổi xe. Lúc này thì người chơi Lê Tuấn Nghĩa đã lấy lại được thế trận của mình rồi. Cây mã đã sang biên và chuẩn bị cho những nước đi hết sức áp đảo đối với thế trận của anh Nguyễn Văn Hợp. Như chúng tôi đàm luận ở phía trên, trong những nước ra quân đầu tiên thì ưu thế hoàn toàn thuộc về người chơi Nguyễn Văn Hợp với việc có 2 cây xe và 1 cây pháo. Tuy nhiên suốt gần 10 phút giao chiến, anh Nguyễn Văn Hợp đã loay hoay trong việc sử dụng đôi xe của mình. Và đến lúc này thì tương quan lực lượng, anh Lê Tuấn Nghĩa đã có ưu thế áp đảo kể cả về lực và thế. Đúng là như vậy. Và cờ tướng úp là thế. Có cơ hội chúng ta hãy tận dụng nó, tận dụng nó thật tốt và chắt chiu từng ưu thế nhỏ để tạo thành một ưu thế lớn. Tuy nhiên trong những tình huống vừa rồi, Nguyễn Văn Hợp không làm được điều đó. Và anh đã phải trả một cái giá, đó là mất xe. Chuẩn bị chiếu tướng, bắt pháo hoặc bắt xe. Nếu như ra tướng thì chắc chắn sẽ có tình huống bình xe sang. Vâng, như vậy là đã chấp nhận thua. Và thưa quý vị, như vậy là ván đấu thứ 3 đã kết thúc. Lê Tuấn Nghĩa lúc này đã có được 4 điểm trong tay với 2 ván giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi diễn biến ở ván đấu thứ 4. Hy vọng rằng người chơi Lê Tuấn Nghĩa sẽ giữ được phong độ này. Và anh sẽ chắc chắn có được 6 điểm trong tay nếu như ván đấu thứ 4 này anh làm được điều đó. Và như vậy là hai người chơi đã sẵn sàng cho ván đấu thứ 4. Ván đấu thứ 4 bắt đầu. Như vậy là ván đấu thứ 4 đã bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ván đấu này may mắn sẽ thuộc về người chơi nào. 2 pháo 1 mã dành cho Nguyễn Văn Hợp. Tuy nhiên thì tôi hết sức tiếc nuối bởi ván đấu thứ 3 người chơi Nguyễn Văn Hợp đã bỏ lỡ mất cơ hội chiến thắng của mình. Đúng vậy. Lúc này với 2 cây pháo, hy vọng anh sẽ khắc phục được nhược điểm của ván đấu trước. Tuy nhiên thì tôi có cảm giác là người chơi Nguyễn Văn Hợp chưa đủ sự chín chắn trong những nước đi của mình. Đặc biệt là trong cái việc mà tìm thế tấn công áp đảo khi mà mình đã có đủ lực lượng trong tay. Đúng là như vậy. Lúc này nhà báo Văn Bình có nhận thấy điều đặc biệt gì bên phía Nguyễn Văn Hợp hay không? Với lúc này thì người chơi Nguyễn Văn Hợp vẫn tiếp tục giành được cái sự may mắn khi lật những cái quân đầu tiên của mình. Vâng. Với 4 cây chiến ở trên bàn cờ, lúc này thì còn 3 cây. Vâng. Anh hoàn toàn có thể giành thế áp đảo và giành chiến thắng. Tuy nhiên như tôi đã đàm luận ở phần trên, việc anh có tận dụng được thời cơ hay không, có giành được chiến thắng hay không còn phụ thuộc vào cái khả năng căn cơ và tính toán của mình. Đúng là như vậy.
Nguyễn Văn Hợp lại tiếp tục gặp may mắn tiếp theo. Anh đã lật được xe rồi, hai pháo một xe, trong khi đối phương đã mất đôi pháo rồi. Như vậy là sẽ chỉ còn một xe dành cho Nguyễn Văn Hợp mà thôi. Nếu như lật xe ở thời điểm này thì có vẻ như không thể tin nổi với cách lật quân của người chơi này. Một bàn tay vàng. Và tôi cảm giác như là mặc dù bàn cờ bằng web game cờ tướng úp, nhưng có vẻ như lộ hết cây. Nếu là xe thì tiếc nuối quá. Tôi cho rằng vâng. Đây mới là xe. Vâng. Vậy là mất tốt năm rồi. Tốt năm vẫn có thể ăn lên được. Vâng, nếu như vậy thì rất có thể nguy hiểm đến xe. Lúc này thì tốt năm không cần ăn lên. Lúc này mã ở lỗ 7 có thể ăn tốt, đúng như vậy. Tại sao anh không bình vào lộ 5? Tôi cho rằng anh đã bắt được xe rồi. Sao pháo trong tình huống rồi không bình vào lộ 5? Vâng, đó là cái sự sai sót của anh Nguyễn Văn Hợp trong những nước đi của mình. Vâng, bây giờ còn cơ hội, đúng là như vẫn vậy. Vẫn còn cơ hội, đúng vậy. Bây giờ thì mất xe rồi. Xe lúc này chỉ có thể đi bằng niềm tin mà thôi. Vẫn còn tượng, rất may mắn. Nếu chạy xe thì sẽ là tình huống chiếu tướng. Ăn thẳng vào sĩ, chiếu tướng. Chắc chắn như vậy rồi, anh Nguyễn Văn Hợp có nhìn ra nước này không? Cũng là một cách. Ngay sau đó thoái xe về. Lại là xe. Có thể nói là người chơi Nguyễn Văn Hợp hết sức may mắn trong các ván đi vừa rồi. Nếu như ván thứ ba vừa qua, anh Nguyễn Văn Hợp tận dụng được thì đã là một chiến thắng. Tuy nhiên lúc này thần may mắn lại một lần nữa đến với anh. Anh có tận dụng được hay không? Khi có hai xe đang tham chiến lúc này. Xe ở lỗ 5 hãy phát huy tác dụng của nó. Không cần quá nhiều cây ở những thời điểm như thế này. Lúc này thì tướng của anh Hợp, anh Nghĩa có thể bình sang lỗ 6 được rồi. Cũng là một cách buộc phải đấu xe, đúng bỏ rồi. Bớt mối nguy hiểm. Vâng. Vậy là ván đấu thứ tư đã kết thúc. Và phần thắng lại tiếp tục thuộc về người chơi Nguyễn Văn Hợp. Và tỷ số lúc này đã nghiêng về người chơi Nguyễn Văn Hợp.
Và chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến ở ván đấu thứ 5 để xem người chơi Lê Tuấn Nghĩa có lấy lại được số điểm của mình hay không. Hai người chơi đã sẵn sàng. Ván đấu thứ 5 bắt đầu. Khác với ván đấu thứ 3 và thứ 4, ván đấu thứ 5 này người chơi Lê Tuấn Nghĩa dường như có may mắn hơn khi anh lật ngay được đôi mã chiến của mình. Đã có pháo. Tuy nhiên cái pháo lúc này không thể phát huy được tác dụng khi bị sĩ đè ở phía lỗ 6. Rất hay. Với nước đổi mã này chắc chắn là ăn mã rồi. Ăn mã về thì lên tốt 5. Vâng, chạy đuổi mã trước sau đó lên tốt 5. Không được, lại phải chạy pháo rồi. Hãy lựa chọn tốt 5 hoặc pháo thì ở thời điểm này cũng không thể giữ được cây pháo ở vị trí lộ 9. Lúc này người chơi Nguyễn Văn Hợp tốt nhất là lựa chọn lên tốt 5, đúng rồi, lên đó là mã. Tôi cho rằng ở trong tình huống vừa rồi nếu như bình xe sang lộ 8, mã có ăn về pháo thì cũng ăn thẳng vào sĩ và bắt nốt cây mã còn lại. Đúng như vậy. Cũng là một phương án, tuy nhiên rất may thì với tốt 5, tấn 1 là mã cũng là một phương án. Với cá nhân tôi thì tôi lựa chọn tốt 5 tấn 1 là mã. Hoặc bất cứ là một cây nào đó cũng có cơ hội hơn. Có cơ hội hơn. Vâng. Đúng như vậy, nếu đó là pháo thì tuyệt vời. Vâng. Chiếu tướng trước. Vâng, là xe rồi. Vâng, mã 4 tiến 2. Lên sĩ trước. Vẫn cứ chiêu tướng, đúng vậy. Cơ hội lật quân của Lê Tuấn Nghĩa là không cao, trong khi Nguyễn Văn Hợp có thể rất có điều kiện để lật quân của mình. Có xe rồi. Có xe rồi. Như vậy là trong lúc khó khăn, người chơi Lê Tuấn Nghĩa đã tìm được cây gậy thần rồi. Trước hết là đuổi mã, sau đó thì tiếp tục tấn tốt ở lỗ 6, tiến 1. Nếu lúc này người chơi Nguyễn Văn Hợp lên sĩ ở lỗ 6 hoặc lỗ 4 thì phía anh Lê Tuấn Nghĩa sẽ hết sức khó khăn. Ở điểm này Lê Tuấn Nghĩa nên chạy xe. Đúng rồi. Với tôi thì tôi cho rằng nếu như có ăn mã thì vẫn không vấn đề, bởi có tốt 6 nằm ở vị trí đó có thể bình vào 5 được. Cũng không là một vấn đề. Tuy nhiên thì mã 5 đang ở vị trí ăn tốt 7 rất đẹp. Nếu người chơi Lê Tuấn Nghĩa sơ xuất trong những nước đi này thì người chơi Nguyễn Văn Hợp đã răng một cái bẫy hết sức nguy hiểm đối với Lê Tuấn Nghĩa. Không biết anh có nhìn ra cái bẫy hết sức nguy hiểm này hay không? Đúng, anh đã phát hiện ra điều đó.
bình tướng sang. Cũng là một cách. Nếu không ăn liền thì sẽ hết cờ. Bắt buộc rồi. Vâng. Không chạy pháo. Không hề chạy pháo. Vâng. Tôi chưa hiểu lắm với những nước đi trong vô vọng này của người chơi Vũ Văn Hợp. Anh có những nước đi, tôi không hiểu mục đích. Vâng, đã phải chạy pháo rồi. Tuy nhiên thì vẫn cắm xuống như bình thường. Bây giờ thì người chơi Lê Tuấn Nghĩa mới bình tướng sang lỗ 4. Tuy nhiên thì đối thủ đã lên được sĩ rồi. Đã lên được một cái sĩ. Một cách bảo vệ rất hay. Mật mã. Có súng tốt hay không? Rất khó vì lúc này tiến xuống lộ 5 thì đã có tượng giữ rồi. Bây giờ thì tốt có thể bình sang lộ 6, sang lộ 4. Đuổi pháo. Vâng, với nước và với nước khoái tượng vừa rồi để nhằm kẹp mã.
rất có thể một trong hai năm úp kia sẽ còn một xe dành cho người chơi Nguyễn Văn Hợp. Điều đó là thật thì những nước đi tiếp theo sẽ rất thú vị. Thậm chí bên phía Lê Tuấn Nghĩa vẫn có thể còn tới hai pháo. Tuy nhiên thì lúc này tượng vàng cũng không thể lên được. Vâng, nhầm lẫn, lại là nhầm lẫn, nhà báo Văn Bình ạ. Đúng rồi. Bây giờ thì mất tiếp tượng bà rồi. Vâng, rất tiếc cho người chơi Nguyễn Văn Hợp. Anh đi những nước cờ rất sai sót và khiến cho anh phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước đối thủ. Và như vậy là người chơi Lê Tuấn Nghĩa lúc này đã có 6 điểm trong tay. Và đối thủ của anh thì trong trận đấu ngày hôm nay anh đã có được 4 điểm. Với cái điều như thế này thì quý vị có thể thấy rằng mặc dù thắng, mặc dù thua thì số điểm chênh lệch nhau chỉ có 2 điểm mà thôi. Do vậy quý vị hãy nhanh tay đăng ký để kiếm được những số điểm dành cho mình. Và cơ hội để vào với vòng 64 vòng đấu loại trực tiếp là dành cho tất cả mọi người yêu cầu trên cả nước. Và cảm ơn hai người chơi, cảm ơn tất cả những quý vị khán giả đăng ký quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu tiếp theo của game show Đấu Trường Cờ Việt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.